cùng với đó thì chúng tôi vinh dự chào đón sự hiện diện của toàn thể các quý vị khách quý. Cảm ơn tất cả quý khách đã đến đây tham dự buổi recording của nhà AOCC và Hải Sản Blue. Thì đại diện công ty Hải xin nói lời cảm ơn chân thành vì đường xa từ số anh chị em đến từ Hà Nội, đến từ những gặp Vĩnh Yên. Thì thay mặt công ty, Hải xin cảm ơn tất cả các anh em đã đến AOCC và Hải Sản Blue để dự buổi tiệc hôm nay. Xin cảm ơn. Của những người lãnh đạo của công ty cổ phần Thăng Long Xanh cũng như là một sản phẩm từ bên người bartender nổi tiếng của Việt Nam, anh Dũng Ken. Chúng tôi cũng xin được giới thiệu tới quý vị, anh Dũng Ken là thực pha chế, thì anh đã từng công tác tại khách sạn 5 sao nổi tiếng Lotte Hotel Hà Nội và một số nhà hàng khách sạn nổi tiếng khác ạ. Và ngày hôm nay thì các siêu đầu bếp cũng như là bartender với những sản phẩm, những nguyên liệu mà chúng ta được nhập khẩu hoàn toàn từ Nhật Bản, và bên cạnh đó thì sẽ cống hiến tới cho quý vị những món ăn cũng như là những thức uống đặc sắc nhất. Chúng tôi rất là mong là quý vị sẽ cùng hướng sự tập trung của mình về phía sân khấu để cùng theo dõi những hoạt động ngày hôm nay, cũng như là xin chúc cho quý vị ít phút nữa thì chúng ta sẽ có được một bữa tối thật là ngon miệng và đầy ấn tượng với nhà hàng Aoi Sushi và Hải Sản Blue. Là trên sân khấu chúng ta lúc này thì có một cái loại nguyên liệu rất là đặc trưng của Nhật Bản đúng không ạ? Một chú cá ngừ khổng lồ mà chúng tôi tin chắc rằng tất cả những quý vị ở đây thì đều không thể rời mắt khỏi chú cá ngừ này. Vậy thì chúng ta sẽ... Quý vị ơi, có biết là ở phía dưới thì quý vị có đoán được là chú cá ngừ của chúng ta thì có trọng lượng là bao nhiêu kg không ạ? Vâng, quý vị thử trổ tài đoán thử xem là chú cá ngừ này có trọng lượng bao nhiêu kg ạ? Tôi sẽ hỏi thử một vài những quý vị thực khách ở đây để xem là quý vị đoán chú cá ngừ này nặng như thế nào ạ? Xin phép được hỏi một khách hàng mà đứng ngay gần video này ạ. Anh có thể đoán là chú cá ngừ này nặng bao nhiêu cân không ạ? Chắc khoảng 48 cân ạ. Vâng ạ, con số mà anh đưa ra là một con số mà nó không được tròn lắm đúng không ạ? Thông thường thì họ sẽ đoán là 40 hoặc là 50. Thì không biết là mình đã suy nghĩ như thế nào mà mình đưa ra con số là 48 vậy ạ? Chắc là khoảng 60 cân cơ ạ. Vâng ạ, vậy là những vị khách của chúng ta họ có những đánh giá về chú cá ngừ này rất là lớn. Có người thì cho rằng con cá ngừ nặng gần 50 cân, có người thì án chừng là chú cá ngừ này nặng tới 60 cân phải không ạ? Và quý vị thân mến, là quý vị có biết được là con số chính xác là bao nhiêu không ạ? Chú cá ngừ này của chúng ta với một người Việt Nam với thể lực nhỏ bé thì có lẽ là cũng bằng cân của một người phải không ạ? Vâng ạ. Và đây là một chú cá ngừ có thể nói là khổng lồ. Ngày hôm nay thì tôi tin chắc rằng đây là cũng sẽ trổ tài chế biến một số món ăn từ nguyên liệu là cá ngừ để chúng ta có thể cống hiến tới những quý vị ở đây. Và cũng bên cạnh đó thì anh Dũng Ken ạ, bartender nổi tiếng của châu Á 2015, anh cũng đang ra trổ tài để pha chế một số loại cocktail và cống hiến tới quý vị để ăn kèm với cả những món ăn đặc biệt này. Bây giờ thì có lẽ là chúng tôi rất là muốn Edwin. Rất là háo hức muốn biết xem là ngày hôm nay thì những đầu bếp của chúng ta sẽ trổ tài thể hiện những món ăn gì cũng như là những thức uống gì gửi tới quý vị phải không ạ? Có lẽ bây giờ thì chúng ta sẽ cùng ra để giao lưu nhiều hơn với các siêu đầu bếp để lắng nghe những chia sẻ của họ được không ạ? Có lẽ là đầu tiên thì chúng ta sẽ giao lưu với cả siêu đầu bếp Minh Hải đi ạ. Anh Minh Hải thân mến ạ, ngày hôm nay thì trước sự chứng kiến của tất cả quý vị ở đây rất là đông các thực khách và anh đang một chú cá ngừ thì không biết là đây là lần thứ mấy mà anh Minh Hải chủ tài chế biến cũng như là sơ chế nguyên liệu với một chú cá ngừ khổng lồ như thế này ạ? Nói chung là về nguyên liệu cá ngừ này thì Hải đã sơ chế nó rất là nhiều lần, chỉ là rất là hàng trăm con. Thì hôm nay có sự kiện đặc biệt thì cũng làm cái mô hình để cá ngừ để đón quý vị nhiều nhất. Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của anh Minh Hải ạ. Đến thành phố Vĩnh Yên để cùng với cả người em trai là sinh viên của Minh Hải làm món ăn thịt bò Mỹ ăn kèm với cả khoai tây nghiền và lấm xào. Nhưng tất cả những cái món ăn ngày hôm nay thì cũng làm sẽ là hai món, lát sẽ làm thêm một món nữa về cá ngừ. Thì hy vọng là những món ăn của chúng sẽ làm cho anh chị
Vâng ạ, rất cảm ơn những chia sẻ của anh ngay bắt đầu. Những màu sắc được kết hợp với nhau rất là hài hòa. Chắn là những món ăn này trong ít phút nữa được cống hiến tới quý vị ở đây thì sẽ không làm cho quý vị phải thất vọng đâu ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem là bên cạnh những món ăn được gửi tới quý vị từ các siêu đầu bếp thì bartender cho công tác chuẩn bị cho những loại thức uống để gửi tới quý vị ở đây. Anh có thể chia sẻ về món đồ uống mà anh đang chế biến được không ạ? Vâng, nói chung là em rất là dự hôm nay có mặt đây để kết hợp cùng các Arochef hôm nay. Thì em sẽ mang một loại thức uống mà sẽ kết hợp cùng các loại cá hoặc các loại thịt thì rất là hợp. Và nó mang những hương vị rất tự nhiên, ví dụ là nó kết hợp giữa lá hồ tây cộng với xả chanh, đường và rượu vodka để em đang infuse với cái lemon grass. Thì khi quý vị uống cái thức ăn này, các quý vị sẽ uống cùng cá thì là nó sẽ cái vị tanh của cá nó sẽ không còn nhiều nữa và nó sẽ kết hợp với cái hương vị khác và làm nên cái combo rất là tuyệt vời. Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của dưới bàn tay điệu nghệ của các siêu đầu bếp Việt Nam cũng như là bartender nổi tiếng. Và chắc chắn là những quý vị đang có mặt ở đây thì quý vị cũng đang rất là háo hức chờ đợi phải không ạ? Bây giờ thì chúng tôi là sự kiện ngày hôm nay ạ. Và có lẽ là bây giờ thì mình cũng xin phép là và người tiếp theo mà mình rất muốn được lắng nghe những chia sẻ đó chính là vị thực khách đeo kính ạ. Vâng, bây giờ thì anh có thể giới thiệu đôi nét về mình cho mọi người được biết về anh được không ạ? Mình ăn chậm thế thì không ra ở đây và vâng, anh chào thân mến ạ. Vừa rồi thì chúng ta đã được theo dõi những cái phần trình Tender châu Á 2015. Vậy thì có biết là tâm trạng của anh bây giờ như thế nào, anh đang có những cảm xúc như thế nào? Rất là hấp dẫn và rất là hồi hộp phải không ạ? Rất là kỳ vọng là lát nữa chúng ta sẽ được thưởng thức những món ăn đầy ấn tượng. Vâng, và ngoài ra thì ngày hôm nay trong một cái không khí rất là ấm cúng như thế này, và một không khí rất là vui tươi sôi nổi như thế này, và chúng ta đang trong vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của anh ạ. Và bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục lắng nghe thêm chia sẻ của một vị thực khách nữa được không ạ? Và bây giờ thì có lẽ là chương trình để nhận khai trương mà ấn tượng nhất là cái cá kho và cách pha chế này rất tuyệt vời. Bên cạnh đó thì có anh Tú cũng là người mà nấu thưởng thức những ly cocktail rất là độc đáo, rất là ấn tượng đến từ Á Quân Bartender. Vâng, và bây giờ thì chúng tôi cũng xin được mời quý vị sẽ cùng thử nếm thử những món ăn được gửi tới quý vị đến từ siêu đầu bếp Văn Tú ạ. Và bây giờ thì quý vị hãy cùng với chúng tôi sẽ cùng thưởng thức thử một số những món ăn mà đã được chế biến ngay tại khu vực sân khấu của chúng tôi. Hôm nay họ đã có mặt ở đây từ rất là sớm và đã có một phần chuẩn bị rất là kỹ lưỡng trước khi mà chủ tài thể hiện chế biến những món ăn này gửi tới cho quý vị. Và điều này có thể thấy được tâm huyết của người đầu bếp đúng không ạ? Cũng như là mình cũng quan sát thấy là những thực khách ở dưới kia cũng đang cho quý vị. Và chúng ta sẽ nếm thử một chút ạ, trước khi mà chúng ta cùng vào phía bên trong để cùng dùng tiệc chính của nhà hàng ạ. Vâng, rất là kỳ công phải không ạ? Để có thể làm được nên những món ăn này. Những ly cocktail hôm nay như thế nào? Có vừa mời mọi người không ạ? Vâng, thật ra những cái ly cocktail này khi chúng ta kết hợp cùng những món ăn về hải sản của Nhật Bản thì cũng rất là tuyệt vời. Đẹp. Có lẽ là cũng như là nếu như quý vị nào muốn được thưởng thức, thử nếm thử món ăn được chế biến từ cá ngừ đến từ siêu đầu bếp Minh Hải thì xin mời các anh chị có thể tiến lên phía trên này để chúng ta nếm thử những món ăn ạ. Và cũng xin được thông báo là đây mới chỉ là những phần dạo đầu thôi ạ. Và ít phút nữa thì sau khi mà chúng ta kết thúc các hoạt động của khu vực sân khấu thì chúng tôi xin mời quý vị sẽ di chuyển vào phía trong nhà hàng để cùng tham dự bữa tiệc thân mật chung vui cùng với chúng tôi trong dịp đặc biệt này ạ. Thế đến từ bartender Dung Kem. Chị quý vị của cháu đây đúng không ạ? Và xin mời bộ phận lễ tân và bộ phận hậu cần có thể cho chúng tôi một chút nhạc lên nào để tạo một không khí sôi động trong chương trình ngày hôm nay được không ạ?
Vâng, có thể thấy là tài năng rất là điệu nghệ đúng không ạ? Những động tác rất là điệu nghệ đến từ bartender Dũng Ken của chúng ta. Và đã rất là cuốn hút quý vị ở đây. Tôi cảm thấy là quý vị ở đây không thể nào rời mắt khỏi phần trình diễn ấn tượng này phải không ạ? Và quý vị ơi, hãy đừng ngần ngại để dành những tràng vỗ tay khích lệ tinh thần cho bartender của chúng ta được không ạ? Cô bếp Văn Tú cũng sẽ có phần trổ tài gửi tới quý vị với những động tác, những kỹ năng rất là điêu luyện trong nghề bếp ạ. Nên là quý vị hãy cứ tiếp tục theo dõi chương trình, sẽ còn rất nhiều những phần tiếp theo mà chúng tôi đang chờ đón để dành tặng cho quý vị đấy ạ. Và có thể thấy là mỗi người đầu bếp hay là bartender đều như là một người nghệ sĩ đứng trên sân khấu phải không ạ? Và bên cạnh việc là mang tới những món ăn ngon, những đồ uống độc đáo gửi tới quý vị thì với phần trình diễn của họ cũng chính là những động tác biểu diễn về nghệ thuật phải không ạ? Và những động tác rất là nhanh, rất là ấn tượng. Và chúng ta có thể cảm thấy là đây không chỉ là một bartender mà còn là một người. Lát nữa thì chắc là tôi sẽ phải phỏng vấn anh Dũng Ken xem là anh có công tác trong ngành xiếc không ạ? Và tại sao anh lại có những công tác chuyên nghiệp như vậy ạ? Phải không ạ? Những loại gia vị rất là gần gũi. Tuy nhiên thì Minh Thu thấy được ở đây có một sự đột phá, một sự sáng tạo khi mà anh đã sử dụng rượu vang cho phần chế nước sốt ạ. À, anh Văn Tú có thể chia sẻ một chút về cách mà mình kết hợp giữa rượu vang với cả món ăn này được không ạ? Thực ra thì món ăn mà thu hút được sự quan tâm của rất nhiều thực khách đang có mặt tại đây. Ít phút nữa thôi thì chúng ta cũng sẽ được nếm thử món ăn này. Và tôi thấy là những quý vị ở đây thì đang rất là hồi hộp cũng như là háo hức để chờ đón thành quả mà tôi được biết là Văn Tú mang lại cho chúng ta đấy ạ. Và cũng cùng đó thì chúng tôi cũng tiếp tục mời quý vị có thể tiến về sân khấu này. Khi không đau thì quý vị có thể liên hệ với cái... Vâng ạ, quý vị thân mến, và chúng tôi cũng xin mời quý vị là hãy tiếp tục hướng về phía một sân khấu để chúng tôi sẽ cùng thưởng thức món ăn đặc sắc này. Và có thể nói là để tạo được những món ăn thật độc đáo, thật ấn tượng và chinh phục những thực khách, kể cả những thực khách khó tính nhất, thì đòi hỏi sự nghiên cứu, sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng, rất là công phu đến từ những người đầu bếp của chúng ta, phải không ạ? Họ chế biến những món ăn không chỉ bằng những kỹ năng trong nghề bếp mà còn bằng cả chính tâm huyết cũng như là tình yêu của họ dành cho nghề bếp. Và ngày hôm nay thì những đầu bếp của chúng ta có mặt tại đây để cống hiến tới cho quý vị rất nhiều những món ăn giúp cho quý vị có được những trải nghiệm ẩm thực chân thực và ấn tượng nhất ạ. Vâng, cách thức mà chính anh Tú ơi có thể chia sẻ là vừa rồi lấm chốc phù là một loại lấm mà đắt nhất thế giới, người ta gọi đó là viên kim cương ở trong nhà bếp. Đó là cái dầu này là một cái loại dầu của cái lấm đó. Đã xịt lên khi trước khi mình ăn thì mình sẽ cảm nhận được cái hương vị mùi rất thơm trong món ăn. Vâng ạ, xin cảm ơn anh Nguyễn Văn Tú vì hôm nay đã mang tới đây rất nhiều những cái điều ấn tượng, điều bất ngờ thú vị. Có thể nói là những tinh hoa ẩm thực anh đã mang tới đây để cống hiến tới cho quý vị ở đây ạ. Và quý vị thân mến ạ. Em nhá. Mày em giỏi lắm. Nhưng mà mày đừng để bọn tao không học được nhá. Ok em, cảm ơn em. Thế nữa khỏe với anh. Này, dạo này mày luyện công thằng này ghê đấy. Đâu? Chú ơi. Em chú đào tạo lấy được luôn. Cảm ơn anh em. Vâng. Thầy ơi. Ơi. Việt Nam mới bảo thế thì nó mới lên cơ nó này, nhưng không thì nên không thì bây giờ nó lên cơ nào được chứ. Chưa sổ chữa ở dưới nào dưới nghiêm rồi này có cái nặng bây giờ vẫn kém bây giờ kém bây giờ nhẹ nên nhưng nó thật sự là muốn kiếm cái gì thì kiếm, nhưng không mì không múc đâu lại không khoái. Đúng rồi. Đấy.
thân nhân rất ở đây. Anh ấy đến từ bên nước ngoài là năm nay là 30 năm rồi. Bên nhà anh Hải có 2 nghìn trang.